những đứa trẻ sinh ra có nguy cơ mắc bệnh gì. Loạn luân, hôn nhân cận huyết là một trong những lý do chính gây bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia ở những đứa trẻ được sinh ra từ những mối quan hệ này. Vụ việc Tỉnh Thất Bồng Lai mà người đứng đầu là ông nội Lê Tùng Vân bị cơ quan chức năng khởi tố với 3 tội danh, trong đó có tội loạn luân khiến dư luận không khỏi ghê tởm. Mạng xã hội cũng đang chia sẻ chóng mặt sơ đồ loạn luân của ông Vân khi có quan hệ tình dục, sinh con với em gái, con gái. Theo một cán bộ công an tỉnh Long An, bước đầu xác định kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong Tỉnh Thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Vậy những đứa trẻ được sinh ra từ mối quan hệ loạn luân như vậy sẽ đối diện với những nguy cơ bệnh tật gì? Trao đổi với phóng viên Infonet, Đại tá Hà Quốc Khanh, nguyên giám đốc Trung tâm Giám định ADN Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết, khi nói đến hiện tượng cận huyết hay loạn luân là nói đến những vấn đề nhạy cảm, phức tạp vì liên quan đến đời sống xã hội và pháp luật. Song, với cách nhìn của khoa học thì nó lại có tác động đến sự phát triển thể chất và trí tuệ con người. Cụ thể, các tài liệu khảo sát và công bố của các nhà chuyên môn đã chứng minh hôn nhân cận huyết là một trong những lý do chính gây bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia. Để khẳng định chính xác những đứa trẻ ở Tỉnh Thất Bồng Lai có mẫu ăn trùng với ông Lê Tùng Vân mang gen bệnh tan máu bẩm sinh hay không, Đại tá Hà Quốc Khanh cho rằng cần phải có các xét nghiệm cụ thể. Tuy nhiên, nguy cơ mang gen bệnh là hiện hữu. Tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương nhận định, thalassemia là vấn đề của toàn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống và tương lai của giống nòi. Theo kết quả bước đầu khảo sát tình trạng mang gen bệnh thalassemia trên toàn quốc năm 2017, hiện nay ở Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh thalassemia. Người bị bệnh và mang gen bệnh có ở tất cả các tỉnh, thành phố, ở tất cả các dân tộc trên toàn quốc. Hiện nay có trên 20.000 người bị thalassemia cần phải điều trị cả đời và mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia. Trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 trẻ không thể ra đời do phù thai. Đáng lưu ý, chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng. Mỗi năm cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân có thể được điều trị tối thiểu và cần có khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn. Lý giải nguyên nhân của căn bệnh này dưới góc nhìn của một chuyên gia di truyền học, Đại tá Hà Quốc Khanh cho rằng, nguyên nhân của bệnh là do đột biến gen alpha thalassemia trên nhiễm sắc thể số 16 và beta thalassemia trên nhiễm sắc thể số 11, làm giảm hoặc mất khả năng tổng hợp chuỗi globin và bệnh được di truyền theo kiểu gen lặng trên nhiễm sắc thể thường. Theo đó, nếu một trong hai bố mẹ mang gen bệnh đột biến thì khả năng 50% con sinh ra mang gen bệnh và 50% con sinh ra không mang gen bệnh. Nếu cả hai bố mẹ đều mang gen bệnh, khả năng 25% con sinh ra sẽ bị bệnh. 50% con sinh ra mang gen bệnh và 25% con không mang gen bệnh. Biến chứng của hội chứng bệnh thường gây ra khả năng tăng nguy cơ nhiễm trùng, biến dạng xương, chậm phát triển và các bệnh về tim mạch. Cận huyết và loạn luân không chỉ gây ra hội chứng bệnh thalassemia mà theo nghiên cứu của Robert Ewitt 2008 cho rằng, các đứa trẻ sinh ra từ những cặp bố mẹ có quan hệ cận huyết có thể được thừa hưởng hai allele do tổ tiên truyền lại identical by descendant IBD nên làm tăng kiểu gen đồng hợp tử và vì vậy sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về di truyền. Đại tá Hà Quốc Khanh nhấn mạnh, đối với các trường hợp loạn luân, theo các kết quả khảo sát và nghiên cứu của nhóm tác giả D, Coras và Cộng sự 2003 của 33 vụ loạn luân và 300 ca xét nghiệm huyết thống không có quan hệ cận huyết để so sánh. Kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng, những vụ loạn luân thì tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử ở những đứa con chiếm trên 40%. Ngược lại, những ca không có quan hệ cận huyết thì tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử trung bình chỉ chiếm 30%. Từ đó, nhóm nghiên cứu đưa ra nhận định rằng, khi thấy xuất hiện kiểu gen đồng hợp tử của những đứa con đạt từ trên 40% thì không loại trừ khả năng là loạn luân. Tương tự, tác giả Amira Dioma và Cộng sự 2012 cũng công bố kết quả tương tự. Và theo quan sát của chúng tôi, khi xử lý một số vụ loạn luân trong các vụ án hình sự thông qua giám định ADN tại Việt Nam cũng cho thấy kết quả tương đồng. Không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giống nòi, sức khỏe những đứa trẻ. Xét về mặt xã hội, Đại tá Hà Quốc Khanh cho rằng hôn nhân cận huyết và loạn luân gây ảnh hưởng không tốt đến văn hóa, đạo đức gia đình, phá vỡ và làm thui chột giá trị truyền thống văn hóa gia đình tốt đẹp. Từ những thực tế trên cho thấy, quan niệm cổ xưa vẫn còn tồn tại ở đâu đó cho rằng trâu ta ăn cỏ đồng ta. Tuy rằng cỏ cục nhưng mà cỏ thơm thì với góc nhìn của di truyền học sẽ không còn phù hợp với quy luật phát triển và tiến hóa nữa. Bởi vậy, ngẫu phối random mating là cách để tạo nên lượng biến dị di truyền lớn trong quần thể, làm nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Quần thể ngẫu phối duy trì được sự đa dạng di truyền trong quần thể, Đại tá Hà Quốc Khanh nhấn mạnh. Để ngăn ngừa tình trạng này, Đại tá Hà Quốc Khanh cho rằng cần loại bỏ tình trạng hôn nhân cận huyết ra khỏi đời sống xã hội, xử lý nghiêm khắc những trường hợp loạn luân theo quy định của pháp luật. Với khoa học, các cặp nam nữ trước khi kết hôn cần được tư vấn sàng lọc tiền hôn nhân để phát hiện xem hai người có ai mang gen bệnh tan máu bẩm sinh hay không, thông qua xét nghiệm gen để tìm những đột biến gây bệnh nếu có. Từ đó làm cơ sở để quyết định có nên kết hôn hay không hoặc kết hôn thì cần những điều kiện gì trên cơ sở tư vấn.